Anh không có diễn tả được thì sao anh nhớ em như thế nào? Anh nhớ được những món em nấu cho anh ăn, em cách chăm sóc của em, lo lắng cho anh. Anh nhớ hết. Thì anh ít khóc lắm. Anh nghĩ là từ đó giờ chỉ có khi ba anh mất rồi, mẹ anh mất, anh mới khóc thôi. Còn thường thường chuyện bình thường là anh kềm được hay lắm, nhưng mà bữa nay là quả thật là anh không kềm được. Bình thường anh ở một mình anh như vậy thì nó có khó khăn, nó có bất tiện gì không? Có chứ em. Nó bất tiện thứ nhất là cái vấn đề ăn uống của anh đó, nó không có được bình thường, nó thất thường đó. Dạ. Là thường thường là anh đi ăn ở ngoài. Một cái nữa là khi về á, thật sự em biết là anh gặp em như vậy nè thì thấy vui nè. Dạ. Nhưng mà khi mà em đi đóng cửa cái rầm cái là anh đó là anh buồn. Này, em có thể cho mình dùng nhạc buồn để cho em cảm xúc chút chứ anh thấy mặt em là không buồn rồi đó nha. Anh chắc buồn em cười là cái gì? Anh buồn nhưng mà mặt anh rất hài hả? Cho sinh bè đẻ ra là cái mặt anh nó vậy. Bây giờ em muốn sao? Thôi giờ quay lại nè. Anh Chí Tài là trước đây là hoạt động trong nhóm nhạc Chí Tài Brothers. Đó, anh Tài là cầm cái đàn guitar ha, mà chị Phương Loan thì hát chung trong nhóm. Em còn nhớ cái bài là ngày em đến mang theo mùa xuân đôi tắm, nâng 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 mà nét yêu bé yêu bé yêu đó. Mưa hoàng hôn là đó là những cái bài hát mà từ nhỏ là em đã biết về anh rồi, là em đã thích anh rồi đó. Thì anh là xuất thân từ ca sĩ, nhạc sĩ, nhưng mà tại sao anh lại chuyển qua diễn hài? Tất cả là anh nghĩ đó là do cái duyên, rồi sau đó mới tới cái thực tế là cái vấn đề lương. Tại vì hồi xưa là nhạc sĩ anh biết rồi, làm lương rất là thấp mà cực nữa. Thật ra là người đầu tiên mời anh đóng hài là Vân Sơn chứ không phải là Hoài Linh, nhưng mà lúc đó là hình như là cái duyên nó chưa tới đấy em. Thành ra là anh cảm thấy anh không có thoải mái, thì anh mới nói với Vân Sơn là thôi em, anh giới thiệu Hoài Linh cho Vân Sơn, rồi sau đó anh tiếp tục làm ban nhạc. Tới khi Hoài Linh nói với anh là muốn anh diễn chung thì anh, lúc đó anh mới thật sự anh nhận lời. Anh có bao giờ anh hỏi anh Linh á, tại sao lại rủ anh đi diễn hài chung không? Có. Thì anh Linh đó là tại vì trong những cái lúc mà ngồi nói chuyện ban nhạc, nói chuyện với ca sĩ là anh Linh rồi đó, có mặt anh Linh thì anh Linh nói em nhìn thấy anh nói chuyện có duyên. Duyên. Tại vì Linh thì ổng vô nghề trước hơn anh. Nghề diễn trước hơn anh, thành ra ổng nhìn ổng biết. Anh nghĩ là anh Linh nhìn anh đứng đàn nhiều năm. Rồi lúc anh đàn thì em biết rồi, feel nó feel đó. Nhiều khi cái mặt giờ mình thấy nó kỳ kỳ lắm em. Thành ra là kỳ. Có lẽ là ổng thấy như vậy. Có khi nào mà anh vừa đàn vừa hát mà vừa tâm sự với chị Loan? Có em, lâu lâu, nhưng mà chị Loan thì ít, chị ít nghe anh hát lắm. Chị ít nghe mà FaceTime mà gọi là lãng mạn vậy lắm. Rồi 6 tháng xa vợ rồi buồn dữ lắm không anh? Đây, anh có cái này giúp anh nhiều. Lúc nào anh cũng ôm một người này. Và anh ngồi ngay đó anh tập đàn, tập hát những bài hát mới. Tốt mà. Em muốn mang đến cho anh một sự bất ngờ nữa. Từ đâu giờ là bất ngờ nhiều. Chờ đó. Sao không bàn với em trước vụ này vậy ta? Không, nó bàn trước là không hay em. Anh không biết gì luôn. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái đó cũ quá. Em cũng đang tính nói. Ủa, không nên đi tặng anh một cái laptop cũ như vậy. Cũ vậy? Thấy không? Anh thấy không? Thấy. Cái này nhà anh mà. Nhà anh hả? Nhà anh bên Mỹ. Rồi, mời anh coi. Đây là ngôi nhà hạnh phúc của bé Heo và ông xã Chí Tài đây. Trong sân trước nhà của bé Heo. Lúc nào cũng có heo, heo lớn, chứ heo nhỏ, heo tí tẹo, vì là tên bé Heo, nên ở đâu cũng có heo. Đây là phòng khách của nhà bé Heo, những chú heo, cô heo, anh Tài mang từ Việt Nam về cho bé Heo. Nói chung là tại vì khổ tuổi hả? Cũng có heo. Trời ơi, dễ thương quá à. Heo nhỏ xíu cũng là heo. Trên đàn piano cũng heo. Tất cả như này là anh mua hết? Anh có người tặng, có người mua. Anh phải anh mua cái vàng ở trên. Thì ghét không? Tù đó. Thì ghê không? Hello ông xã. Bé Heo vừa mới đi nhà thờ về. Mỗi Chủ nhật bé Heo đi hát lễ ở nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình được mạnh khỏe, cho má và các anh chị em trong nhà, và nhất là ông xã
đang đi làm việc ở Việt Nam. Ông xã đi 5 tháng rồi. Lúc trước ông xã đi chỉ có 1 tháng là nhiều nhất. Có tháng ông xã về 2 lần. Nhưng là bây giờ vì thời gian Covid nên ông xã phải đi lâu như vậy. Bé Heo nhớ ông xã. Ông xã nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bé Heo biết anh khó tánh, ăn uống lắm. Ăn cá thì phải dẻ xương ra. Không thích ăn xương. Ăn thịt sườn cũng vậy, cũng phải lấy xương ra. Bé Heo biết ý nên ông xã thích ăn đồ ăn của bé Heo là. Hai vợ chồng ở xa nhau. Nhưng lúc nào cũng gọi phone nói chuyện. Vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Ông xã cố gắng nghe. Bé Heo biết ông xã thích sinh hoạt văn nghệ nên ông xã phải về Việt Nam. Vì bên đây thời gian này không có làm gì hết. Tội nghiệp ông xã. Ông xã ở đây ông xã buồn lắm. Thôi, để bé Heo hát cho ông xã nghe nha. Nếu hỏi rằng em yêu ai thì em rằng em yêu má nè, thì em rằng em yêu anh chị nè, yêu hết cả nhà, nhưng nhất là ông xã Chí Tài của bé Heo. Bye anh. Trời ơi, thương quá kìa. Thật ra là một món quà rất quý hơn tất cả những quà bằng tiền hay là bông. Mà bữa nay thấy thật là anh cảm ơn chương trình nhiều. Cho nên cái món quà này nó là anh rất là xúc động. Thôi thì bây giờ nè, chị đã nói rồi, anh đáp lại đó để chị có thể yên tâm. Để không để cho em đỡ lo. Và anh cầu mong rằng xin nó có lẹ lẹ chút để vợ chồng mình có thể gặp nhau. Anh rất là nhớ em.